Cảnh sát Thái Lan đang điều tra nguồn gốc của chất cyanur được sử dụng trong vụ sát hại 6 người Việt gốc Việt tại một khách sạn ở Bangkok vào đầu tuần này, theo Bangkok Post hôm 19 tháng 7. Thủ tướng Witthawat Chin -Kham, chỉ huy đội 5 của Cục Cảnh sát thủ đô Thái Lan cho hay, cảnh sát đang điều tra xem liệu chất cyanur trong vụ án mạng nói trên được nhập lậu vào Thái Lan hay được mua tại địa phương. Ông Witthawat cho biết thêm, cảnh sát đang chờ kết quả của tất cả các cuộc kiểm tra pháp y trước khi quyết định có gọi bất kỳ ai đến để thẩm vấn thêm hay không. Ông Chan Chai Sitipun, giám đốc bệnh viện Chulalongkorn ở Bangkok, vào ngày 18 tháng 7 thông báo việc khám nghiệm tử thi của 6 người trong vụ án đã hoàn tất. Ông Chan Chai cho biết thêm, nếu cảnh sát không tìm kiếm thêm thông tin thì người thân sẽ được phép nhận thi thể. Cảnh sát cũng đang cố gắng liên lạc với em gái của một trong sáu người thiệt mạng trong vụ án. Người phụ nữ đó đã về Việt Nam vào ngày 10 tháng 7 và dường như không liên quan gì đến cái chết của sáu người, theo Bangkok Post. Thiếu tướng Therdadet Sumsuthe, trưởng phòng điều tra của cục cảnh sát thủ đô, trước đó cho hay tại đồn cảnh sát Lumpini rằng cảnh sát đã thẩm vấn con gái của một trong số các nạn nhân cũng như các nhân chứng khác. Ông Therdadet đánh giá những lời khai của họ rất hữu ích. Tướng Theradet đánh giá vụ án có thể xuất phát từ vấn đề nợ nần, không có khả năng nào khác. Thủ phạm nằm trong số 6 người thiệt mạng vì họ là những người duy nhất bước vào phòng, không có ai khác. Cảnh sát tin rằng bà Serin Chong nằm trong số 6 người được tìm thấy đã chết tại khách sạn Grand Hyatt Edawan ở Bangkok vào tối ngày 16 tháng 7, đã đầu độc 5 người khác và sau đó tự sát với động cơ tiềm ẩn là một khoản nợ lớn, theo Bangkok Post. Côn Kon Kiat, Vong Paisasin, giám đốc trung tâm khám nghiệm tử thi tại khoa y của Đại học Chulalongkorn, trước đó cho hay, kiểm tra ban đầu mẫu máu của 6 người tử vong đã phát hiện ra nùa. Bác sĩ Chanchai Sitipon, giám đốc bệnh viện Chulalongkorn, vào ngày 18 tháng 7 cho biết việc khám nghiệm tử thi 6 nạn nhân đã hoàn tất. Tuy nhiên, phía pháp y chưa bán giao được thi thể cho người thân của họ đến khi nhận được sự đồng thuận của cảnh sát. Ông cũng nói rằng phía pháp y phải tham khảo ý kiến của tất cả các bên liên quan, bao gồm cả cảnh sát, trước khi thông tin chi tiết về khám nghiệm tử thi có thể được công bố. Chiều tối ngày 16 tháng 7, cảnh sát Bangkok đã nhận được tin báo từ khách sạn Grand Hyatt Erawan về việc phát hiện 6 thi thể du khách nước ngoài, gồm 3 nam và 3 nữ tại một phòng trong khách sạn. Qua khám nghiệm, các nhà điều tra xác định các nạn nhân đã tử vong khoảng 24 giờ trước. Lần cuối cùng đoàn khách này yêu cầu dịch vụ phòng là sau 13 giờ ngày 15 tháng 7. Theo Bangkok Post, trong số các nạn nhân có hai người Mỹ gốc Á là Đặng Hồng Văn, 55 tuổi và Trông Serin, 56 tuổi. Bốn nạn nhân còn lại là người Việt gồm Nguyễn Thị Phương Lan, 47 tuổi, Phạm Hồng Thanh, 49 tuổi, Trần Đình Phú, 37 tuổi, Nguyễn Thị Phương, 46 tuổi. Nghi phạm được xác định là bà Serin Trông, 56 tuổi. Bà Trông bị cho là đã pha xẹo nua vào trà cho các nạn nhân và bản thân bà cũng uống để tự tử. Kết quả khám nghiệm cho thấy dấu vết xe trong ấm trà, cốc trà và trong máu của một nạn nhân. Các bác sĩ pháp y kết luận nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của 6 người là do chúng độc xe dẫn đến thiếu oxy ở cấp độ tế bào. Về lượng xe mà các nạn nhân đã tiếp xúc, các bác sĩ vẫn chưa thể ước tính chính xác. Các bác sĩ vẫn đang trong quá trình phân tích và chờ kết quả từ phòng thí nghiệm, bao gồm sàng lọc các chất khác. Quá trình này sẽ mất khoảng 2 tuần. Ngoài ra, một số người còn có thức ăn thừa trong dạ dày nên quá trình phân tích sẽ kéo dài hơn. Theo thông tin do thân nhân của các nạn nhân cung cấp, bà Serin Chong thuê bà Nguyễn Thị Phương Lan làm trung gian thuyết phục vợ chồng ông Phạm Hồng Thanh và bà Nguyễn Thị Phương là hai nạn nhân tử vong và một số nhà thầu xây dựng khác ở Việt Nam đầu tư khoảng 278.000 đô la Mỹ vào dự án xây dựng bệnh viện ở Nhật Bản. Khi dự án không có tiến triển, cặp đôi bắt đầu liên tục đòi nợ bà chồng. Ban đầu họ đồng ý gặp nhau ở Nhật Bản để giải quyết chuyện nợ nần. Tuy nhiên do một người không xin được thị thực nên họ đổi điểm hẹn sang Thái Lan. Sau khi các bên gặp gỡ, bà Trông được cho là đã thực hiện việc bỏ chất độc vào trà. Ngoài ra, cảnh sát đã thẩm vấn một hướng dẫn viên có tên là Phan Ngọc Vũ, 35 tuổi, có quen biết với Nguyễn Thị Phương Lan, 47 tuổi, một trong số những người tử vong. Hướng dẫn viên này khai rằng bà Nguyễn Thị Phương Lan đã nhờ mua thuốc rắn vốn dùng để điều trị về bệnh khớp với giá là 11.000 bạc. Sau đó Phan Ngọc Vũ đã nhờ một hướng dẫn viên khác mua. Cảnh sát đang kiểm tra camera an ninh và tìm kiếm hướng dẫn viên này. Chiều ngày 18 tháng 7, tại họp báo thường kỳ, Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp thêm thông tin về vụ 4 công dân Việt Nam và hai người gốc Việt chết tại Bangkok, Thái Lan mới đây. Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 18 tháng 7, trả lời yêu cầu của báo chí về việc cung cấp thêm thông tin liên quan 6 người Việt, trong đó có 4 công dân Việt Nam, được phát hiện tử vong tại một khách sạn ở Bangkok hôm 15 tháng 7. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện chỉ đạo Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với Thái Lan điều tra theo người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng thực hiện chỉ đạo của thủ tướng bộ ngoại giao đã cung cấp thông tin liên quan cho bộ công an để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đại sứ quán việt nam tại bangkok đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thái lan để cập nhật tình hình đồng thời đề nghị bộ ngoại giao và cảnh sát thái lan cung cấp các diễn biến mới và tạo điều kiện cho công tác bảo hộ công dân Đại sứ quán đang giữ liên lạc liên tục với các cơ quan chức năng Thái Lan để hỗ trợ, hướng dẫn gia đình các nạn nhân thủ tục hậu sự khi được phép. Chúng tôi một lần nữa gửi lời chia buồn sâu sắc đến các nạn nhân và mong gia đình các nạn nhân vượt qua thời khắc đau đớn này. Bà Hằng thông tin. Trước đó, hôm 17 tháng 7, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan tới vụ 6 người thiệt mạng tại khách sạn ở Bangkok, Thái Lan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin mới nhất từ đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, các cơ quan chức năng sở tại xác định có 4 người là công dân Việt Nam. Thông tin này trùng khớp với hình ảnh 6 hộ chiếu của nạn nhân được truyền thông Thái Lan công bố trước đó. Vụ phát hiện 6 người Việt tử vong tại một khách sạn hạng sang ở Bangkok ngày 15 tháng 7 vừa qua nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông, dư luận và giới chức Thái Lan. Đích thân thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã đến hiện trường ngay trong đêm phát hiện các thi thể. Ông cũng trao đổi với đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng Thái Lan cần trương điều tra để tránh ảnh hưởng ngành du lịch. Theo thông tin từ Cảnh sát và Pháp y Thái Lan, đến nay đã tìm thấy dấu vết chất độc cyanua tại kiện trường và trong người các nạn nhân. Hiện vẫn còn chờ thêm các xét nghiệm khác để chính thức xác nhận. Cảnh sát Thái Lan nhận định ban đầu đây có thể là thảm kịch xuất phát từ chuyện nợ nần giữa các nạn nhân, nhưng không nói rõ mối quan hệ. Báo chí Thái Lan mấy ngày qua cũng đưa tin dồn dập liên tục về vụ việc. Tạp chí MGR Thái Lan đưa tin trong ngày 17 tháng 7, Phó giáo sư tiến sĩ Chan Chai fan giám đốc bệnh viện Chulalongkorn, Long Con, Phó giáo sư tiến sĩ Korakiat Wongpai Sansin, giảng viên khoa pháp y Đại học Chulalongkorn Long Con, cùng các đại diện lực lượng cảnh sát Thái Lan đã công bố kết quả khám nghiệm tử thi về nguyên nhân cái chết của 6 người Việt trên tầng 5 khách sạn ở thủ đô Bangkok. Theo ông Chan Chai, bước đầu kết quả khám nghiệm nội tạng cho thấy yếu tố gây tử vong là cyanur. Tuy nhiên đây chưa phải là kết luận cuối cùng, vẫn phải chờ kết quả khám nghiệm sâu hơn các cơ quan nội tạng để tìm ra các chất độc bổ sung. Ông Chan Chai cho biết, thông thường nếu lượng đua được đưa vào máu vượt quá 3 mg mỗi cc máu thì nạn nhân sẽ tử vong. Nếu lượng đua từ 1 tới 2 mg mỗi cc thì nạn nhân sẽ có các triệu chứng khá nghiêm trọng, sau nếu được điều trị kịp thời họ có thể sống sót. Do đó cần phải đợi kết quả chính thức từ phòng thí nghiệm để xác định lượng đua được đưa vào cơ thể các nạn nhân. Bên cạnh đó, đối với những người bị ngộ độc cyanur, nguy cơ tử vong còn phụ thuộc vào hàm lượng và cách hấp thụ. Ví dụ như nạn nhân nuốt phải hay hít phải. Nếu ăn phải một lượng lớn, các triệu chứng sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn. Nạn nhân sẽ khó thở, bất tỉnh, co giật do thiếu oxy lên não cấp tính và có thể tử vong rất nhanh chỉ trong vòng vài phút. Trong khi đó, theo ông Korakiat, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cả 6 nạn nhân đều có dấu hiệu ngạt thở, môi và đầu móng tay có màu tím sẫm. Đáng chú ý, máu rơi xuống đất có màu đỏ tươi khác với những trường hợp thông thường sau khi chết. Hiện tại, các bác sĩ mới chỉ kiểm tra cyanur trong máu, vì vậy chưa thể khẳng định có cyanur ở các cơ quan ngoại vi của nạn nhân hay không. Đại tá cảnh sát Nopasin cho biết, nguồn gốc của Cyanua, cảnh sát Thái Lan đang đưa ra hai giả thuyết, chất độc đã được chuẩn bị trước khi nghi phạm tới Thái Lan hoặc đã được mua tại Thái Lan thông qua nhiều kênh cung cấp khác nhau. Ông Nopasin đã chỉ đạo khoanh vùng điều tra từ ngày 4 tháng 7, ngày nhóm nạn nhân nhập cảnh vào Thái Lan tới ngày 12 tháng 7. Ông Nopasin thừa nhận rằng khó có thể phát hiện ra những chất này khi nhóm nạn nhân di chuyển qua cửa nhập cảnh và chưa thể xác định ai là người đã mua chúng. Trước đó, trong cuộc thẩm vấn tại đồn cảnh sát Lumpini, anh PNV, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, hướng dẫn viên du lịch cho nhóm 6 người Việt khai rằng, trong khoảng ngày 3 tới ngày 5 tháng 7 năm 2024, bà Nguyễn Thị Phương Lan, một trong số các nạn nhân, đã nhờ anh PNV đi mua một loại thuốc trị giá 11.000 bạt gọi là thuốc rắn số 7. Anh PNV đã đặt hàng của một người gọi là Tiger và nhờ Tiger trao đổi với bà Nguyễn Thị Phương Lan để thống nhất địa điểm giao hàng hiện các nhà điều tra đang nghi ngờ bà nguyễn thị phương lan là nghi phạm thứ hai trong vụ án này đây là người đã mời các nạn nhân còn lại đầu tư vào các dự án trong khi bà serin trong nghi phạm thứ nhất đã thuyết phục các nạn nhân gây quỹ cho hoạt động kinh doanh bệnh viện ở nhật bản theo tờ Khao Sót, Thái Lan, thuốc rắn mà anh PNV đề cập là một loại thuốc bồi bổ sức khỏe được người dân Việt Nam ưa chuộng hơn 10 năm nay. Đáng chú ý, loại thuốc này chỉ bán ở Thái Lan nên khách du lịch Việt Nam tới đây thường xuyên nhờ mua hộ hoặc nhờ người hướng dẫn cách mua. Thuốc rắn có dạng viên nén và cho vào trong các lọ có màu sắc khác nhau, được đánh dấu bằng số. Ví dụ, trong trường hợp trên, bà Nguyễn Thị Lan Phương đã mua thuốc rắn số 7. Theo cảnh sát Thái Lan, bà Nguyễn Thị Lan Phương nói lý do nhờ mua thuốc rắn vì bị bệnh nên muốn uống. Khảo sát cho biết, thuốc rắn được tạo ra từ nhiều công thức khác nhau nhưng hầu hết có tác dụng bồi bổ cơ thể, một lọ có giá từ 3.000 bạt trở lên. Ví dụ, đối với loại thuốc rắn trong hình bên dưới, công dụng chính của thuốc được giới thiệu đó là thải độc tố trong cơ thể, thải độc tố trong máu, tăng cường miễn dịch, điều trị bệnh trĩ, viêm da, viêm mũi. Một lưu ý quan trọng khi dùng thuốc là nên hạn chế uống trả.